qua, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm phát triển ngành điện Việt Nam với mục tiêu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó, nguồn thủy điện đóng vai trò hết sức quan trọng. Thủy điện Bảo Lâm đi vào hoạt động đã khai thác được tiềm năng năng lượng quý giá tại địa phương mà trong nhiều năm chưa được khai thác. Công ty cổ phần xây lắp điện 1 PCC One với vị thế số 1 Việt Nam về thực hiện xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia theo hình thức EPC-PC. Trong các năm qua, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiều dự án lưới điện cũng như tham gia xây dựng các nhà máy điện. Cụm các nhà máy thủy điện Bảo Lâm có 5 nhà máy với công suất 160 MW, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Theo công văn số 6420-VPCP-KTN ngày 2 tháng 8 năm 2013, PCC One đã được chính phủ chấp thuận cho làm chủ đầu tư cùng các nhà máy thủy điện Bảo Lâm. Theo đó, thủy điện Bảo Lâm 1 khởi công tháng 11 năm 2014, khánh thành tháng 1 năm 2017. Thủy điện Bảo Lâm 3 khởi công tháng 7 năm 2015, hoàn thành tháng 8 năm 2017. Thủy điện Bảo Lâm 3A khởi công tháng 2 năm 2016, hoàn thành tháng 10 năm 2017. Thủy điện Bảo Lâm 4 khởi công tháng 8 năm 2017, hoàn thành tháng 8 năm 2019. Thủy điện Bảo Lâm 2 khởi công tháng 11 năm 2017, hoàn thành tháng 12 năm 2019. Thủy điện Bảo Lâm 1 được xây dựng trên địa bàn xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, công suất 30 MW, điện lượng năm 115,7 triệu kWh, tổng mức đầu tư 915 tỷ đồng, thiết kế bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 PECC1, nhà thầu chính Topaco và Sông Đà 5, tài trợ vốn bởi Ngân hàng Thế giới và Vietinbank, được bán phát thải theo sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới. Nguồn điện từ cụm thủy điện Bảo Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội tại hai huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, đồng thời bổ sung nguồn điện thiếu hụt để phục vụ dân sinh cho đồng bào các dân tộc và góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh biên giới. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào địa phương có nhiều khó khăn, PCC One đã có nhiều hoạt động xã hội tích cực tại nhiều địa phương, đặc biệt tại tỉnh Cao Bằng. Các hoạt động này đã và đang góp phần chung sức cùng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội hỗ trợ đồng bào khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. Trong quá trình triển khai các dự án, PCC One đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ đạo quý báu của chính phủ, các bộ ngành và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. PCC One trân trọng sự giúp đỡ ủng hộ tích cực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Cao Bằng đối với không chỉ dự án Bảo Lâm 1 mà còn thúc đẩy cụm dự án sớm hoàn thành đúng kế hoạch. Trong đó có sự giúp đỡ sát sao của các sở ngành tại địa phương như Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông cùng với lực lượng an ninh bảo vệ của Công an tỉnh đã góp phần rất quan trọng trong việc triển khai và hoàn thành nhà máy. Sự ủng hộ và tạo điều kiện vô cùng tích cực của huyện ủy, ủy ban nhân dân các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc cùng các xã, thôn trên địa bàn. Sự hợp tác và chia sẻ khó khăn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Công Thương, của đơn vị thiết kế hàng đầu Việt Nam PECC One, các nhà thầu năng lượng có nhiều kinh nghiệm như Topaco, Sông Đà 5, Cơ khí lắp máy Sông Đà. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể ban lãnh đạo, kỹ sư, công nhân Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1, sự ủng hộ và giúp đỡ của các cơ quan tổ chức, những dự án do PCC One triển khai, đầu tư chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực, qua đó khẳng định vị thế của PCC One trong các lĩnh vực đầu tư.